đây thì nhân câu chuyện tiếp ta chúng ta tiếp theo cái câu của Trung á, lại có nói về vấn đề là dư luận viên á. Dư luận viên họ là ai, những thành phần nào, thì ở đây nè thì thân quan xin chia sẻ về một cái vấn đề, một câu chuyện của một dư luận viên, và mọi người nghĩ thử xem cái nhân vật này nếu mà chúng ta nhìn đúng á thì có phải là một dư luận viên cao cấp không nha. Đó, ok, xin chào Hà Nam. Thì đó thì câu hỏi đặt ra đó là thư quan đưa ra cho mọi người và cũng như chung, thì nếu mà xét cho cùng, nếu mà mọi người biết về Phạm Minh Vũ này thì theo mọi người đó có phải là một dư luận viên của tộc Tân không? Chung thấy thế nào? Dạ, theo như em nghĩ thì ở đây có hai ý. Thì em chia sẻ ý thứ nhất trước. Thì thực ra mà nói đó, thì cái vấn đề mà Thủ tướng Chính phủ có phát biểu và đề nghị phía nước bạn, có nghĩa là nước Mỹ đó, công nhận cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ là một dân tộc thiểu số của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thì cái điều này đó, thì theo như em nghĩ đây là cái đề nghị rất là nhân văn của nhà nước chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì mặc dù các anh là quốc tịch Mỹ, đúng không ạ, sinh sống tại nước Mỹ, thế nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy là gì? Đầu tiên chúng ta khái quát đó là những người gốc Phi đó, những người gốc Phi mà sang Mỹ thì rất là lâu rồi. Chúng ta tìm hiểu, chúng ta biết là từ cái thời kỳ mà người ta đi, đi sang các cái nước châu Phi và người ta đưa những người gốc Phi này về làm nô Nô lệ, lệ. chế độ nô lệ đó ở nước Mỹ, và người ta ở nước Mỹ đã cũng rất là lâu rồi, từ những cái thời Đúng kỳ rồi. những năm 17 hay 18 bao nhiêu rồi, chứ không phải đến bây giờ đâu. Có nghĩa là từ sau khi mà nước Mỹ được thành lập đó, thì cũng cái thời kỳ này chính những nô lệ rất là lâu, thì em cũng không tìm hiểu lắm là đến năm bao nhiêu đó thì mới bỏ cái chế độ mà nô lệ này. Thế nhưng bỏ thì cũng mãi sau này thôi, chứ thực ra lúc đó mà ký mà bỏ đó, rồi mà diễn ra cái cuộc mà nổi dậy của những người mà nô lệ đó thì cũng chưa hẳn là bỏ hoàn toàn, mãi sau này. Thế nhưng có nghĩa là chúng ta khẳng định một điều, đó là những người gốc Phi người ta sang Mỹ từ rất lâu rồi, cả trăm năm rồi. Thế nhưng mà gì ạ? Cái việc mà cái cộng đồng ở Mỹ người ta vẫn bị phân biệt chủng tộc thì rất rõ Đúng ràng. rồi. Ví dụ như chúng ta thấy như cái vụ của George Floyd đấy, đúng không ạ? Và cái phong trào biểu tình Black Matter gì đó, đúng không ạ? Thì cũng rất là Lại dạ đó, thì người ta cũng đòi hỏi cái vấn đề nhân quyền, cái vấn đề mà chống phân biệt chủng tộc cho nước người gốc Phi, thì cái đó chúng ta có thể thấy được thôi. Thế nên về cái việc mà đề nghị công nhận cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ là một dân tộc thiểu số thì rất là nhân văn, và đó là đảm bảo cho quyền lợi của những người gốc Việt tại Mỹ. Chính xác là như vậy, để hạn chế cái vấn đúng đề mà bị phân biệt chủng tộc, ít nhiều thì cũng vậy. Và chúng ta nhìn cũng không thiếu những hình ảnh những người gốc Á đó bị những người Mỹ người ta có những cái hành động, người ta phân biệt chủng tộc, thậm chí là người ta gì ạ, hành hung. Thì cái điều đó rất là đáng tiếc, và đây có thể nói là đảm bảo cái quyền lợi cho người Việt chúng ta ở nước Mỹ. Và đó là cái phát biểu của đại diện cho nhà nước chúng ta là Thủ tướng Phạm Minh Chính, là thể hiện cái góc độ nhân văn và cái góc độ là gì ạ, quan tâm và luôn dõi theo những người gốc Việt tại Mỹ. Thì chúng ta có thể thấy được cái điều này, đó là góc độ thứ nhất. Cái góc độ thứ hai đó, thì như anh nói đó, thì những cái thành phần mà cơ hội hoặc những cái thành phần mà có cái tư tưởng gọi là không có, nếu mà nói chống phá thì hơi quá, thế nhưng mà có cái tư tưởng là xuyên tạc hoặc là nói xấu về một số cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, cũng nghĩa là có thể người ta không nói hết đâu, người ta chỉ nói một phần thôi, và người ta lợi dụng trên danh nghĩa là đấu tranh này đấu tranh nọ, thì người ta thường xuyên người ta đưa ra những cái thông tin mà chúng ta có thể thấy là chúng ta đọc lại thôi, chúng ta kiểm chứng lại thì chúng ta sẽ biết đó là người ta đưa ra những thông tin không có kiểm chứng. Người ta toàn là gì ạ, cho rằng là ông này là tham ô, rồi chỗ này lợi ích nhóm, rồi chỗ này là bảo kê, rồi vân vân cả. Thế nhưng mà thực ra người ta nói thì người ta nói vậy và người ta viết như vậy thôi, chứ còn về
mặt pháp luật đó, mà chúng tôi gọi là chứng cứ đó, thì người ta không có, người ta chỉ nói vậy thôi. Và cái thành phần này thì thường là gì ạ? Thường có liên hệ, thường có liên hệ, nhưng theo nghĩ là thường có liên hệ với một số cái tổ chức ở nước ngoài, đặc biệt là tổ chức khủng bố Việt Tân và chính phủ khủng bố của Đào Minh Quân. Thì người ta liên hệ bằng cách là gì ạ? Móc nối như thế nào đó thì em cũng không hiểu. Thế nhưng mà người ta móc nối và người ta chia sẻ, viết những cái bài viết xuyên tạc về một số cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng cũng như pháp luật của nhà nước. Rồi sau đó thì có nhận tiền không thì em nhận định là có. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái vụ án mà các cái thành phần chống phá này đã bị bắt đó, đưa ra xét xử công khai đó, thì đều thừa nhận là có nhận tiền, có nhận tiền, và thậm chí là có gì ạ? Có Việt Tân đào tạo ở Thái Lan hoặc ở Campuchia vân vân cả. Thì cái thành phần này thì nếu như các bạn bên kia nói thì đây là không những là thành phần dư luận viên mà còn là dư luận viên cực đoan của Việt Tân cơ, mà chúng ta gọi là dư luận viên cực đoan đó. Có nghĩa là có những cái hành động, có những cái lời nói và đưa ra những cái thông tin gian dối, nó không khác gì Việt Tân cả. Chúng ta nhìn chúng ta thấy bản chất của Việt Tân là chuyên đưa ra những thông tin gian dối để xuyên tạc. Thì các cái người này cũng vậy, người ta theo sự hướng dẫn chỉ đạo giật dây vân vân và vân vân cả, thì người ta cũng chia sẻ như vậy. Thì chúng ta cứ nghĩ rất đơn giản thôi, những cái người này đó, người ta chả có làm ăn gì cả, suốt ngày người ta cứ lang thang hết chỗ này chỗ kia, thấy bãi rác nào thì người ta bới cái đống rác đó để người ta viết bài. Thì thử hỏi người ta lấy kinh phí đâu để người ta đi và người ta sinh sống, người ta lo gia đình, thì chắc chắn nó phải có một cái nguồn tài trợ nào đó thì người ta mới làm cái việc đó. Ví dụ như Trịnh Bá Phương chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đầu tiên thì cũng là buôn bán ở chợ, bán cua bán ốc bán gì đó, thì tự dưng lại tham gia vào. Thế bây giờ giữa cái chênh lệch cái mệnh giá đồng tiền, đúng không ạ, nó lớn, thế là gì ạ? Thế là mù quáng đi theo. Đó là gì? Người ta không có đấu tranh, mà người ta vì cái lợi ích kinh tế của cá nhân và gia đình thì người ta thực hiện các cái việc này, chứ cũng chả phải đấu tranh cho ai cả. Và đơn giản nhất là chúng ta thấy là gì? Từ Nguyễn Văn Đài rồi Hải Điêu Cày rồi Nga Phủ Lý rồi Rocker Mẹ Nấm rồi rất nhiều thành phần sang Mỹ. Bây giờ im hơi lặng tiếng, kể cả Phú Huy Hà Vũ cũng vậy. Cái giai đoạn mới sang đó, người ta còn đi quyên góp này quyên góp nọ, tổ chức hội đàm này tọa đàm kia, người ta trả ra mấy đồng, thì còn lên phát biểu hùng hồn thế này thế kia là tôi sẽ, năm nay tôi sẽ về Việt Nam, sang năm tôi về Việt Nam, mà đến nay là cũng đến cả 10 năm rồi cũng chả thấy vác mặt về. Cái đó là gì? Đó là cái gian dối, cũng vì cái mục đích kiếm sống thôi, thì người ta đưa ra tất cả thông tin gian dối và đi ngược lại chính cái lương tâm của con người. Đấy, và khi người ta đặt chân sang Mỹ thì người ta chả đấu tranh cho ai nữa, người ta chỉ đấu tranh cho cá nhân của người ta thôi, để đảm bảo quyền lợi người ta ở nước Mỹ thôi, chứ người ta chả đấu tranh cho ai cả. Thế thì chúng ta thấy được cái gì? Thấy được cái bản chất của những cái người này đó, chỉ vì cái mục đích cá nhân thôi, có thể nói là những cái mục đích hết sức đê hèn, đi ngược lại với cái lợi ích của quốc gia dân tộc, sẵn sàng gì ạ? Sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được cái mục đích đó. Thế nên là em cũng không đánh giá cao những cái người này, không đánh giá cao những người này, mà chủ yếu những cái người này đó là gì? Người ta lợi dụng vào vấn đề này vấn đề kia, người ta viết bài rồi người ta đưa thông tin không đúng sự thực, người ta cổ suý cho những cái hành động đó là gì? Và chúng ta có thể nói là gì? Đó là gì? Mất lòng tin vào Đảng nhà nước, mất lòng tin vào cái cơ quan thực thi pháp luật hay là cái hệ thống tư pháp, rồi là gì ạ? Rồi là người ta cổ suý cho cái việc mà bất tuân dân sự. Bất tuân dân sự có nghĩa là không tuân theo pháp luật nữa. Và người ta cổ suý là gì ạ? Tạo ra một cái xã hội dân sự nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước thôi. Chứ nếu mà nói về đấu tranh đó, thì người ta nói thẳng ra người ta không đủ tư cách chính trị để mà đấu tranh. Người ta có cái gì mà đấu tranh, đúng không ạ? Hai tay thì hai bàn tay trắng là giỏi lắm, có thêm một hai cái điện thoại, một hai cái tai nghe, thế thì đấu tranh cái gì? Như cá nhân em cũng thế thôi, em chả đấu tranh. Đấu tranh cái gì? Em chả đấu tranh với những cái thành phần đấy. Mà chúng ta nêu ra quan điểm, chúng ta phản bác lại những cái điều mà các anh nói không đúng. Cái điều gì các anh nói đúng thì tôi công nhận, còn điều gì không đúng thì chúng tôi có quyền, đúng không ạ? Chúng tôi đưa ra quan điểm, chứ không phải là đấu tranh gì cả. Thế nhưng mà người ta đưa ra những cái câu từ, người ta đặt ra thì mục đích là người ta cũng bôi xấu cái
cái việc mà chúng ta đưa ra quan điểm của mình thôi, nhằm người ta gì ạ, lung lạc cái ý chí, lung lạc cái tư tưởng và đánh vào cái gì ạ, đánh vào cái niềm tin, cái lý tưởng của chúng ta thôi, chứ ngoài ra không có gì cả. Thế nhưng mà cái việc đó thì theo em nghĩ là nó rất khó, bởi vì càng ngày thì bản chất của các anh càng lộ rõ là những kẻ gian dối. Thế nên là rất khó để những cái anh này mà anh thực hiện được cái ý đồ đó. Thế nhưng chúng ta qua câu chuyện đó, chúng ta lại nhìn nhận thêm một cái góc độ, đó là quyên góp. Cái mấu chốt ở đây đó là quyên góp, đúng không ạ? Thì người ta suốt ngày người ta làm cái gì người ta cũng quyên góp cả. Làm cái gì người ta cũng quyên góp. Mà quyên góp được nhiều hay ít thì cũng chả biết. Rồi người ta đưa cho những cái người đó bao nhiêu cũng chả biết. Và cuối cùng là gì? Chúng ta nhìn rõ nhất là cái vụ việc mới đây 12 bị cáo ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì tính ra người ta đưa cho là tiền Úc, à tiền Canada với tiền Mỹ với tiền Việt với lại một cái điện thoại, nói chung là tính tổng vào nó rơi khoảng tầm cứ thôi cho khoảng 30 triệu đi. Cứ khoảng 30 triệu đi. Thì đối với số tiền đó ở Việt Nam mình bây giờ gọi là lớn không? Thì cũng không phải là lớn. Nhưng mà đối với một số gia đình gọi là nhỏ không thì không phải là nhỏ. Thế nhưng ít nhiều gì nó gì ạ? Nó bán đi cái lương tri của con người với một cái giá nó quá rẻ mạt. Và cái điều đó là cái điều đáng tiếc, đúng không ạ? Danh dự và lòng tự trọng con người không phải chúng ta mua được bằng tiền. Và khi chúng ta đã đánh đổi vì những cái đồng tiền để mà chúng ta bán rẻ cái đất nước mình đó, thì cái hành vi đó đáng lên án và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thì không oan tí nào cả. Và cái điều đó là thỏa đáng. Và gì ạ? Và được người dân gì ạ? Rất là ủng hộ các cơ quan chức năng làm việc đó. Đất nước thì đang yên bình, đúng không ạ? Đang phát triển. Thế mà một số thành phần thì cứ lên chống đối này, chống đối nọ, mang tiếng là đấu tranh, đến khi đi sang Mỹ thì đóng phim mất tích. Đấy, chúng ta nhìn thấy thôi, cái bản chất rất là nhỏ mọn và đê hèn. Vì mục đích cá nhân thì có thể làm bất cứ điều gì. Thậm chí là gì ạ? Dẫm đạp lên chính những người là gì ạ? Là đồng hương mình, là những người gì ạ? Những người cùng gì ạ? Cùng nguồn gốc với mình, cùng tiếng nói ngôn ngữ với mình. Đấy, chúng ta thấy thôi, cùng dân tộc mình, người ta bán rẻ tất cả. Thì cái điều này nó thể hiện rất rõ qua các cái giai đoạn quản lý cái khu vực từ vị tuyến 17 trở vào của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Đó, người ta có thể làm bất cứ điều gì, cứ nghe thấy mong manh ở đâu người nào có cộng sản, chỗ nào có cộng sản là người ta đến, người ta truy quét, rồi người ta càn quét, thậm chí người ta gì ạ, tạo ra những cái thảm sát đối với những người già, trẻ em, phụ nữ mà đến ngày hôm nay chúng ta vẫn nhìn thấy. Đó là cái điều nó chúng ta có thể thấy nó không vì cái gì cả đâu đấy, mà chỉ vì cá nhân thôi. Và đặc biệt là vấn đề quyên góp, chúng ta thấy bất cứ vấn đề gì liên quan đến những cái thành phần này thì đều là quyên góp hết. Mà gì ạ? Mà ai quyên góp? Là chính những người gốc Việt của chúng ta quyên góp ở nước ngoài. Thì cái điều đó có đáng tiếc không? Đáng tiếc chứ. Đó là gì ạ? Đó là các anh đã bị lừa bịp hay là lừa gạt, đúng không ạ? Đâu phải kiếm tiền mà dễ đâu. Thế nhưng mà trước đây thì em có tìm hiểu, đó là nếu như mà đến quyên góp mà không cho đó, thì các anh còn phá người ta, không cho người ta làm ăn kìa. Đấy, chúng ta thấy đó. Vác cả thì, tới được tình. Thì cái đó nó có phải là đê hèn không ạ? Quá đê hèn. Đó là em xin chia sẻ thêm là như vậy. Thì em cũng xin chào cô chú anh chị vào sau. Bởi vì là cái nick của em đó thì đang ra đảo, còn nửa tháng không biết hết, cho nên cũng không thể comment và chào mọi người được. Thì cũng mong mọi người thông cảm. Ok Trung, cảm ơn Trung rất là. Ok mọi người, thưa quan xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chúc mọi người ngủ ngon và xin hẹn gặp lại mọi người vào buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt. Bye bye.